Quý khán giả thân mến, Bộ Thông tin và Truyền thông, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam vừa phối hợp phát hành bộ tem bảo vật quốc gia đồ gốm. Bộ tem gồm 4 mẫu giới thiệu các hiện vật, bình gốm đầu rằm, bộ sưu tập bình gốm đất Nung Long Thạnh, bình gốm Nhân Thành và thống gốm Hoa Nâu. Trong số 4 bảo vật quốc gia được giới thiệu trong tem đợt này, thành phố Cần Thơ có bảo vật quốc gia bình gốm Nhân Thành, hiện đang được gìn giữ bảo quản trưng bày tại Bảo tàng thành phố Cần Thơ phục vụ khách tham quan. Bảo vật quốc gia bình gốm Nhân Thành được cấu tạo bằng đất sét mịn, cứng chắc, áo gốm màu vàng nhạt, thân hình cầu. Hiện vật còn nguyên vẹn nhất được tìm thấy trong nền văn hóa Úc Eo ở khu vực Nam Bộ. Đây là một sản phẩm văn hóa vật chất tinh thần thể hiện sự hội tụ kết tinh đỉnh cao của kỹ thuật thủ công chế tác gốm, tư duy thẩm mỹ độc đáo, có sự kết hợp từ sự giao thoa văn hóa tôn giáo ngoại nhập Ấn Độ với văn hóa bản địa của cư dân Úc Eo vào giữa thế kỷ thứ nhất. Bên cạnh việc tuyên truyền bằng nhiều hình thức lên các cổng thông tin điện tử qua trưng bày thì hình thức tuyên truyền qua tem là hình thức rất có ý nghĩa, truyền tải được thông điệp và nó được giới thiệu rất rộng rãi cho tất cả người dân, cả trong nước và ngoài nước, khi họ thấy con tem và con tem đó được đi khắp nơi. Bình gốm Nhân Thành được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận là bảo vật quốc gia vào ngày 24 tháng 12 năm 2018. Một loại hình gốm cao cấp chỉ được sử dụng cho những hoạt động gắn với tính chất lễ nghi tôn giáo của cộng đồng cư dân cổ vùng đồng bằng sông Cửu Long thời bấy giờ. Khi mà phát hành bộ tem này thì lan tỏa cái giá trị của con tem đến cho nhiều người biết, quảng bá cái hình ảnh, cái giá trị của cái văn hóa, cái lịch sử gốm Nhân Thành ở miền đồng bằng sông Cửu Long mình. Bộ tem có khuôn khổ 37x37mm do họa sĩ Nguyễn Du, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam thiết kế, được cung ứng trên mạng lưới bưu chính từ ngày 28 tháng 7 2024 đến ngày 30 tháng 6 2026. Trong thời gian tới sẽ phối hợp với Hội tem thành phố Cần Thơ trưng bày những con tem về văn hóa, về lịch sử, về bảo vật quốc gia của Cần Thơ trong dịp sắc xuân miệt vườn đến bạn bè khắp nơi. Trước đó, các bộ tem chủ đề bảo vật quốc gia đã được Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành gồm bộ tem đồ đồng, bộ tem đồ vàng, bộ tem bảo vật quốc gia đồ gốm nhằm tôn vinh, quảng bá và giới thiệu những nét đặc sắc độc đáo, giá trị của bảo vật quốc gia đến đông đảo công chúng trong và ngoài nước.